Hậu Thu Thảo nói về cuộc sống, cư dân mạng phản pháo một câu khiến ai cũng câm nín. Cách đây vài giờ, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của mình kèm tâm sự. Cuộc sống rất đơn giản, nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp. Ngay sau hình ảnh mới nhất của Đặng Thu Thảo, cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi về vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp của bà mẹ một con. Tuy nhiên, chia sẻ của Thu Thảo lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng cuộc sống này thật sự phức tạp chứ không hề đơn giản. Em thì nghĩ ngược lại chị, phức tạp đến nỗi không thể thở được. Không chỉ vậy, một số cư dân mạng còn bất ngờ phản pháo Đặng Thu Thảo và nhận được rất nhiều sự tâm đắc của mọi người. Đúng vậy, cuộc sống thật đơn giản, sinh ra chỉ cần có sắc đẹp là sẽ có mọi thứ phải không chị? Bình luận nhận được sự chú ý của nhiều người. Theo người này, không quá lời khi nói rằng nhan sắc là một dạng tài năng và nó có thể giúp cuộc sống của một ai đó tốt hơn rất nhiều, cũng như mang đến cho họ nhiều cơ hội trong cuộc sống hơn. Sau khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu, Đặng Thu Thảo gần như rút khỏi hoàn toàn làng giải trí. Tháng 10 năm 2017, Thu Thảo chính thức nên duyên vợ chồng với Trung Tính sau 3 năm yêu nhau. Tháng 3 năm 2018, cả hai đón con gái đầu lòng, khiến mái ấm càng ngày càng ngọt ngào hơn. Ở thời điểm hiện tại, Thu Thảo là một trong những mỹ nhân Việt có cuộc sống bình yên nhất nhì showbiz. Nam em phản ứng kỳ lạ khi bị chỉ trích vì bày trò thị phi mà được ví như Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Phản ứng của nam em trước những chỉ trích từ dân mạng khá bình thản, tưng tửng. Cô gái này cho rằng vì mình bị bệnh về thần kinh nên nhiều lúc không kiểm soát được suy nghĩ và lời nói. Từng là đại diện Việt Nam có thành tích ấn tượng nhất trong các mùa Hoa hậu Trái Đất, nam em bất ngờ tiết lộ chuyện tình yêu với Trường Giang khiến công chúng xôn xao. Cũng kể từ đây, người đẹp được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Từ một hoa khôi được yêu mến, lượng anti-fan nam em tăng lên chóng mặt vì những hành động phát ngôn cực sốc của mình làm loạn showbiz, như mỗi tháng ra một bài hát đau khổ, bi ai về tình yêu, thừa nhận chưa thể quên Trường Giang chính là những thông tin dễ tìm kiếm khi nhắc về người cũ, thả hai tay múa khi đang lái xe, đăng tải clip nhảy nhót chẳng giống ai. Trong một chương trình tương tác trực tuyến vừa lên sóng vào tối ngày 27 tháng 7, nam em đã trực tiếp đối diện với những bình luận trái chiều tiêu cực về mình. Một lần nữa, chữ tình ái với danh hài xứ Quảng hay tất cả những thứ được cho là nam em bày ra trong suốt thời gian qua đã được khơi gợi lại. Đầu tiên là câu chuyện bị so sánh với nhan sắc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Đã từ lâu kể từ khi nam em được công chúng biết tới khi tham gia cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, nhan sắc của nam em vẫn được so sánh với Hoa hậu Việt Nam 2012 vì trông na ná nhau. Khoảnh khắc Đặng Thu Thảo trao giải thưởng cho nam em cũng từng được chia sẻ rầm rộ vì hai người đẹp Việt không cùng huyết thống nhưng lại rất giống chị em. Thế nhưng cũng có nhiều nhận định, ý kiến cho rằng nam em không thể nào so với Đặng Thu Thảo, đặc biệt là sau loạt scandal vừa gây ra, nên sự so sánh đó lại càng khập khiễng khi một người đầy rẫy tai tiếng, người còn lại sống bình yên không chút điều tiếng nào. Đáp trả anti-fan, nam em khẳng định chưa bao giờ tự nhận mình giống với đàn chị, cô cũng không nhận mình đẹp. Chính nam em khi nhìn lại hình ảnh cũ ngày xưa của mình cũng cảm thấy sợ. Ngoài ra, nam em còn bị chỉ trích là chân dài não ngắn, với khả năng tiếng Anh bập bẹ cũng đi thi quốc tế. Do đó, trong đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất, nam em đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của phiên dịch viên. Nhưng cuối cùng, phần thi của cô cũng không đạt được kết quả cao như kỳ vọng. Về vấn đề này, nam em thừa nhận, cũng chính sự yếu kém này nên thời gian qua cô đã dành thời gian học tập và khả năng ngoại ngữ hiện tại đã cải thiện hơn. Phản ứng của nam em trước mọi vấn đề khá bình thản, tưng tửng, thậm chí chỉ cười một cách khá lạ. Cô gái này cho rằng vì mình bị bệnh về thần kinh nên nhiều lúc không kiểm soát được suy nghĩ và lời nói của mình. Đáng chú ý, một phát ngôn vô cùng sốc của nam em chính là từng có ý định rung động Sơn Tùng MTP, khiến cộng đồng fan của nam ca sĩ vô cùng phẫn nộ. Trước đó trong showbiz, ngoài Trường Giang, nam em còn chia sẻ từng rung động trước Kiều Minh Tuấn, khiến người đẹp nhận về vô số gạch đá. Sau đó cô phải lên tiếng đính chính trên trang cá nhân rằng cô chỉ coi Kiều Minh Tuấn như một người anh, người bạn và rất ngưỡng mộ tình cảm giữa nam diễn viên với Cát Phượng. Tuy nhiên, với lượng fan đông đảo của Sơn Tùng, phát ngôn của nam em có bị cho rằng lợi dụng tên tuổi để mình trở nên nổi tiếng hơn. Hoa hậu Đặng Thu Thảo lần đầu tiết lộ bí quyết giảm 13kg sau khi sinh con. Vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh và khuôn mặt rạng rỡ thanh xuân sau khi sinh con, Hoa hậu Đặng Thu Thảo khiến bao người phát hờn. Nàng hậu bất ngờ tiết lộ những bí quyết giảm cân sau khi sinh con. Đầu năm 2018 vừa qua, Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh con gái đầu lòng cho chồng là doanh nhân Trung Tính. Điều bất ngờ là chỉ hơn một tháng sau khi sinh em bé, Đặng Thu Thảo chia sẻ bức ảnh selfie chụp toàn thân trên Instagram.
ai nấy đều ngỡ ngàng khi Hoa hậu Việt Nam 2012 nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, cân đối hơn cả thiếu nữ. Mới đây, khi được người hâm mộ đặt câu hỏi, sinh em bé xong chị giảm được bao nhiêu ký, làm sao chị về dáng được nhanh thế? Thần tiên tỷ tỷ không ngần ngại trả lời rằng lúc có em bé cô lên 16 ký, tuy nhiên hiện tại cô đã xuống được 13 ký. Bí quyết của nàng hậu chính là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Bên cạnh đó, trong khẩu phần ăn, ngoài những món dinh dưỡng tốt cho mẹ và bé, thì uống thêm vitamin tổng hợp và hạn chế ăn tinh bột. Nàng Thu Thảo chia sẻ, ban đầu mỗi ngày chị chỉ dám ăn 1-2 chén tối đa, sau cân nặng giảm dần thì chị tăng lượng tinh bột lên từ từ. Ngoài ra, chị còn chạy bộ và siêng squat lúc có thời gian rảnh. Hé lộ cuộc sống hiện tại của top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sau một năm đăng quang. Hồ Hèn Nhê đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 vào ngày 6 tháng 1 năm 2018. Là một trong những đại diện nhan sắc quốc gia, người đẹp trở thành khách mời danh dự của nhiều sự kiện lớn và luôn đầu tư trang phục chỉnh chu. Phong cách thời trang của cô được đánh giá thanh lịch, sang trọng. Trong suốt một năm đăng quang, Hồ Hèn Nhê có cuộc sống bình dị, không gây chú ý bằng những món hàng hiệu xa xỉ. Hoa hậu tâm sự, phương miệng là thay đổi lớn nhất cuộc đời cô, giúp cách xê tăng gấp nhiều lần, nhưng không đồng nghĩa cô có cuộc sống giàu sang, xa hoa. Người đẹp chăm chỉ làm việc, tiết kiệm tiền giúp bố mẹ, trả nợ ở quê nhà và dành tiền trang trải cho cuộc thi Miss Universe. Làm hoa hậu, tôi vẫn miệt mài hoạt động, lo cho gia đình và tương lai sau này, cô bày tỏ. Dấu ấn lớn nhất của Hèn Nhê trong nhiệm kỳ chính là thành tích top 5 Miss Universe 2018. Lần đầu tiên Việt Nam đạt thành tích cao trong lịch sử tại đấu trường nhan sắc, được đánh giá là khắc nghiệt nhất nhì thế giới. Xuyên suốt cuộc thi, Hồ Hèn Nhê luôn thể hiện một hình ảnh đầy năng lượng, quyết tâm trong mọi hoạt động. Ngoài vị trí đầy tự hào, câu chuyện vượt khó, từ chối chuyện kết hôn năm 14 tuổi để theo đuổi ước mơ của Hồ Hèn Nhê còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến với bạn bè quốc tế sau cuộc thi. Đi lên từ khó khăn, Hồ Hèn Nhê luôn thấu hiểu và hướng tấm lòng đến những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Cô từng dành hết tiền thưởng làm từ thiện, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt một năm nhiệm kỳ đầu tiên. Đại sứ nhân ái đồng hành cùng chương trình Nâng Bước Đến Trường, tham gia chương trình chăm sóc, thính lực cộng đồng tại Việt Nam 2018, đại sứ toàn cầu Room to Red. Với những hoạt động không ngừng nghỉ ấy, Hồ Hèn Nhê được vinh danh trong giải thưởng Ngôi sao vì cộng đồng. Cô cảm thấy vinh dự và mong muốn tiếp nối các dự án của mình ở quy mô rộng lớn hơn trong những năm tiếp theo. Trong một năm đăng quang, Hồ Hèn Nhê trở về nhà ăn mừng thành tích top 5 Miss Universe 2019. Người đẹp vẫn giữ nét giản dị, nụ cười rạng rỡ và khiến đông đảo khán giả nước nhà yêu mến bởi chính tâm hồn và nhân cách của mình. Hoàng Thùy, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Sau cuộc thi, cô khá im hơi lặng tiếng so với hai nhan sắc còn lại. Thỉnh thoảng cô đảm nhận vai trò vedette trình diễn vì mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế. Hoàng Thùy nỗ lực tăng cân, giúp sở hữu vóc dáng gợi cảm hơn với số đo 82, 60, 94. Người đẹp quê Thanh Hóa cũng niềng răng, mong có được hàm răng hoàn hảo. Hoàng Thùy xây dựng hình ảnh một nữ hoàng sắc đẹp, cắt với phong cách top model trước đây. Dự kiến cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2019, nhưng không cảm thấy áp lực trước vị trí mà Hồ Hèn Nhê đạt được. Với tôi, Hồ Hèn Nhê đóng vai trò như một ngọn cờ tiên phong, mở đường cho nhan sắc Việt tiến đến những nước cao hơn tại Miss Universe. Nhờ thành tích này, bạn bè thế giới sẽ biết đến Việt Nam nhiều hơn. Cô ấy truyền động lực rất lớn cho những người đi sau. Mô Thủy chia sẻ danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàng vũ, giúp cô có nhiều trải nghiệm mới mẻ so với công việc người mẫu trước đây. Cô trở thành gương mặt không thể thiếu ở các sự kiện và có phong cách thời trang biến hóa phù hợp. Mô Thủy vẫn duy trì hoạt động chụp ảnh, trình diễn thời trang nhưng hạn chế hơn trước đây. Mô Thủy đẩy mạnh hình ảnh tham gia các chương trình game show trên truyền hình. Ngoài ra, cô đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện hướng đến đối tượng sinh viên. Trong suốt một năm qua, top 3 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 chỉ hội ngộ duy nhất một lần khi trình diễn trong bộ sưu tập của Công Trí tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Hoa hậu Hương Giang bất ngờ tái hiện màn catwalk đỉnh cao khiến cộng đồng mạng phát sốt thế này đây. Năm 2018 là năm cực kỳ thành công đối với Hương Giang, khi cô từ một ca sĩ chưa được đánh giá cao trong giới giải trí, bỗng vụt sáng thành ngôi sao với chiếc vương miện Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2017. Kể từ đó, Hoa hậu Hương Giang cũng bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực thời trang với vai trò trình diễn vedette tại nhiều show diễn của các nhà thiết kế lớn. Ngoài ra, cô cũng là chủ sĩ của chương trình Chinh phục Hoàng Mỹ để tìm ra người đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ rầm rộ đoạn clip Hương Giang mặc bikini catwalk ở bậc thang trên nền nhạc Miss Universe. Dù chỉ là một clip quay vui, nhưng Hương Giang cũng khiến người xem trầm trồ thán phục
với những bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển theo nhạc của cô. Khách quốc trên bậc thang không phải là điều dễ dàng, nhưng có vẻ như đây chỉ là chuyện nhỏ với Hương Giang, khi mà nàng hậu không cần nhìn xuống chút nào, gương mặt vẫn thần thái, vẫn đầy kiêu hãnh và tự tin sải bước. Thậm chí Hương Giang còn xoay người, hớt tóc vô cùng đẳng cấp. Hương Giang cũng chính thức gia nhập làng ngũ những mỹ nhân sở hữu vòng eo nhỏ nhất showbiz Việt với sở đo 56. Được biết có khoảng thời gian cô ép cân khắc nghiệt, ám ảnh chuyện bụng to, mỗi ngày chỉ ăn một quả trứng luộc để giữ vóc dáng. Hương Giang bây giờ ngày càng hoàn thiện mọi kỹ năng từ hình thể, thần thái, những bước catwalk. Bạn thấy sao về màn catwalk bikini cực bốc lửa trên nền nhạc Miss Universe 2018 của Hương Giang?